Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Thông tin từ báo Tiền Phong, khi còn sống, ông Prigozhin không điều hành Wagner theo cấu trúc chỉ huy kiểu quân đội truyền thống, bởi ông Trùm cho rằng mô hình như vậy là cứng nhắc, không hiệu quả và đe dọa đến sự sống còn của Wagner. Thay vào đó, ông Prigozhin đã lãnh đạo nhóm quân sự này theo phong cách cá nhân, bằng việc đặt lòng trung thành với ông Trùm lên bất cứ cá nhân hay tổ chức nào khác. Song chính điều này đã đưa đến kết thúc bi thảm cho Trùm Wagner khi quan điểm cá nhân của ông đi ngược lợi ích của nước Nga. Cái chết của ông Trùm Wagner, Yevgeny Prigozhin, hiện vẫn đang được truyền thông cũng như giới chức phương Tây xới xáo dựa trên những dự kiện được cho là khá rõ ràng liên quan đến thông điệp dành cho người đã chết đến từ nhiều phía. Sau khi thông tin về vụ rơi máy bay chở Trùm Wagner, Yevgeny Prigozhin cùng hai phó tướng được Nga chính thức công bố vào hôm ngày 24 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden dù thận trọng không đưa ra lời khẳng định nào, song vẫn gây tò mò khi nói ông không ngạc nhiên. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng nói rằng không mấy chuyện xảy ra ở Nga mà không có ông Putin đứng sau. Trước đó một tháng, ông Biden cũng đã khiến dư luận chú ý khi nói nếu là Prigozhin, ông sẽ phải để ý những gì mình đã ăn. Một hình ảnh gợi lên khả năng ông Trùm Wagner có thể sẽ bị đầu độc. Theo đài CNN, ngoài Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng về vụ việc, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Andriy Kharson cũng cho rằng kết cục của ông Prigozhin là hậu quả của việc Nga kéo dài cuộc chiến Ukraine và lôi kéo một công ty tư nhân như Wagner vào tham chiến. Hôm ngày 24 tháng 8, tờ Wall Street Journal cũng đưa tin về một giả thuyết quanh cái chết của ông Prigozhin. Theo các nguồn tin từ các cơ quan giấu tên, có một quả bom đã được đặt trên máy bay hoặc một số mưu đồ phá hoại nào đó đã gây ra vụ rơi máy bay trên. Tương tự hãng tin AP dẫn một đánh giá sơ bộ của tình báo Mỹ kết luận rằng chiếc máy bay nghi chở ông Trùm Wagner, Prigozhin đã rơi vì một vụ nổ có chủ ý. Điều này được cho là có cơ sở khi trước đó, nữ tiếp viên duy nhất Kristina Rapopova, 39 tuổi, người có mặt trên chuyến bay chở ông Trùm Wagner đã nói với gia đình về một sự cố không giải thích được. Cô ấy nói rằng đang ở Moscow và sẽ bay ra ngoài hôm nay hoặc ngày mai. Chiếc máy bay đang được bảo trì hoặc sửa chữa khẩn cấp. Một người thân của Rapopova cho biết trên kênh Telegram VCSK OGPU. Cũng theo truyền thông nhà nước Nga, cô Rapopova là em gái ông Yevgeny Rapopov, phó công tố viên cùng Chelyabin, phát biểu trên kênh điện tín VCSK OGPU. Ông Rapopov cho biết cô em gái đã tới Moscow chỉ vài ngày trước để chờ chuyến bay đến Saint Petersburg. Em gái tôi không biết ông Trùm Prigozhin sẽ có mặt trên chuyến bay, ông Rapopov nói. Theo ông Yevgeny, em gái ông không chắc chắn về thời điểm sẽ cất cánh vì máy bay đang được sửa chữa trước khi khởi hành. Tôi cũng không biết em gái mình đi trên máy bay chở ông Trùm Prigozhin. Tôi chỉ biết nó làm việc trên một chiếc máy bay thương mại, ông cho biết thêm. Theo tình báo Mỹ, họ tin có khả năng Tổng thống Nga Putin là người đứng sau vụ việc, vì diễn biến trên được cho là phù hợp với lịch sử lâu dài trong việc bịt miệng những người chỉ trích của ông Putin. Cách đây 2 tháng, ông Prigozhin là tâm điểm của dư luận khi tổ chức một cuộc nổi dậy chống lại tướng lĩnh quân đội Nga, cái mà Trùm Wagner vẫn gọi là cuộc tuần hành vì công lý về Moscow. Phía Mỹ cho rằng ông Putin sẽ không bao giờ bỏ qua sự phản bội, chấp thuận đã tạm tha cho ông Prigozhin theo một thỏa thuận trung gian của Belarus. Mỹ đang xem xét hàng loạt giả thuyết về nguyên nhân khiến chiếc máy bay nghi chở ông Prigozhin rơi ở Nga. Hai quan chức Mỹ đề nghị không nêu tên nói với Reuters rằng có khả năng một tên lửa đất đối không xuất phát từ Nga đã bắn trúng chiếc máy bay trên. Tuy nhiên, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định hiện nay chưa có thông tin nào ủng hộ giả thuyết về tên lửa đất đối không, hãng tin Reuters cho biết. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Pat Ryder nói thông tin trên báo chí về việc tên lửa đất đối không bắn hạ máy bay nghi chở ông Trùm Wagner là không chính xác. Tuy nhiên, ông cũng không đưa ra thêm chi tiết hay bằng chứng nào về chuyện này. Ông cũng từ chối cho biết liệu Mỹ có đặt nghi vấn về một quả bom hoặc có hay không chuyện Washington nghi vụ rơi máy bay trên là một cuộc ám sát. Dù không đưa ra được bằng chứng xác đáng, nhưng khi thông tin về cái chết bất thường của ông Trùm Wagner, ông Prigozhin xuất hiện, hàng loạt đánh giá của quan chức phương Tây đã hướng vào Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Ukraine, ông Zelensky nói rằng ông không có bình luận gì về số phận của ông Trùm Wagner, theo đài CNN. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, ông Prigozhin và cả nhóm Wagner đã mang đến cho Ukraine quá nhiều cái chết đến nỗi không thể nói điều gì tốt đẹp về những người này. Đó là bản án cho ông Trùm Wagner. Không có gì để bình luận cả, ông nói. Ông Zelensky cũng phủ nhận Ukraine liên quan đến vụ tai nạn nói trên. Đáng chú ý, cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Volodyak cũng đã lên tiếng cho rằng ông Prigozhin đã tự ký tên vào bản án tử hình khi chấp nhận thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin mà Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko làm trung gian để chấm dứt cuộc nổi loạn của binh sĩ Wagner hồi cuối tháng 6. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã bác bỏ những suy đoán vô căn cứ của truyền thông phương Tây rằng Nga đứng sau vụ tai nạn máy bay của ông Trùm Wagner, Yevgeny Prigozhin, và kêu gọi đó là lời nói dối trắng trợn, theo đài RT. Hiện giới chức Nga vẫn đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Một mặt xác nhận danh tính của ông Trùm Wagner, Prigozhin có mặt trên chuyến bay định mệnh nói trên hôm ngày 27 tháng 8. Cho đến thời điểm hiện tại, có nhiều thuyết âm mưu đến từ giới chức phương Tây. Cùng những đồn đoán của truyền thông phía đối lập Nga xoay quanh vụ rơi máy bay chở Trùm Wagner, Yevgeny Prigozhin, tất cả đều được cho là có căn cứ, song chưa có bất cứ bằng chứng nào được đưa ra. Mới đây, theo trang tin quân sự Avia Pro, các nhà điều tra đang nghiêng về giả thuyết rằng máy bay chở ông Trùm Wagner bị rơi do một vụ nổ trong khoang máy bay. Một số nguồn tin nghi ngờ rằng bom hoặc thiết bị nổ tự chế đã bị gài trên máy bay chở ông Trùm Wagner, Yevgeny Prigozhin, và đây có thể là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch, báo Dân Trí đưa tin. Ngay khi cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga Rosaviatsia ngày 23 tháng 8 thông báo một máy bay tư nhân Embraer Legacy 600 đã bị rơi ở vùng Tver khi trên đường từ Moscow đến thành phố St. Petersburg của Nga vào chiều tối cùng ngày đã khiến dư luận quốc tế rúng động. Ông chủ tập đoàn quân sự tư nhân Wagner cùng hai phó tướng thân cận được cho là có tên trong danh sách hành khách, cùng khiến phương Tây và những nhân vật thân thiết với ông Trùm Wagner, Yevgeny Prigozhin, không khỏi bàng hoàng. Theo Washington Post, hình ảnh hiện trường vụ tai nạn và hình ảnh vệ tinh cho thấy các mảnh vỡ của máy bay rơi ở ít nhất hai khu vực riêng biệt, trong đó phần buồng lái và phần đuôi cách nhau khoảng 1,5 km. Các chuyên gia dường như bác bỏ giả thuyết máy bay bị các hệ thống phòng không bắn rơi. Các mảnh vỡ của máy bay ở hiện trường không có dấu hiệu bị tấn công bằng tên lửa. Theo chuyên gia CS Raghuraman, dựa trên các bằng chứng hiện có, thiệt hại thảm khốc trong vụ rơi máy bay ở Nga có thể không phải do tên lửa. Ông dẫn bằng chứng phần đuôi máy bay bị tách ra và không có dấu hiệu vết hư hại rõ rệt do vụ nổ tên lửa gây ra. Zevka Zeti, cựu giám đốc cơ quan điều tra tai nạn của Cục Hàng không Liên bang và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ cho rằng một sự cố nghiêm trọng liên quan tới cấu trúc của máy bay đã xảy ra trong quá trình máy bay hoạt động. Sự cố không thể xảy ra trừ khi có yếu tố nào đó kích hoạt. Trong các video được chia sẻ, máy bay không giống như đang bay mà đang rơi xuống như một chai nước. Ông Gazzetti đưa ra nhận định. Ông Gazzetti cho rằng các bằng chứng đều cho thấy dấu hiệu của một vụ nổ trên máy bay. Ông nhận định một số kịch bản có thể xảy ra khiến máy bay chở ông Trùm Wagner đang bay ở tốc độ và độ cao ổn định đột ngột rơi xuống và vỡ thành các mảnh. Ông chỉ ra các kịch bản gồm thiết bị nổ bị gài trên máy bay, hành động phá hoại trước chuyến bay làm suy yếu cấu trúc của máy bay hoặc một lỗi cấu trúc nào đó ít nhất khiến phần cánh hoặc đuôi bị tách ra khỏi phần còn lại của máy bay và khiến thùng nhiên liệu phát nổ. Sydney Decker, giám đốc phòng thí nghiệm đổi mới khoa học an toàn tại Đại học Griffith ở Brisbane, Australia cho biết khó có khả năng máy bay bị rơi do trục trặc kỹ thuật vì phần cánh dường như bị xé toạc khỏi thân chính của máy bay. Ông nhận định có hai cách để dẫn đến kịch bản này, gồm tấn công máy bay bằng tên lửa hoặc gài thiết bị nổ từ bên trong. Tuy nhiên, Tom Caracco, giám đốc dự án phòng thủ tên lửa tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết những lỗ thủng xuất hiện trên một trong các cánh của máy bay có thể là do một vụ nổ nhưng không có đủ bằng chứng để khẳng định đó là vụ nổ như thế nào. Ông cũng lưu ý rằng không có bất kỳ vệt tên lửa nào xuất hiện trong các video ghi lại vụ rơi máy bay. Như vậy, cho đến khi Nga công bố kết quả điều tra về vụ việc này,
Tất cả những giả thuyết đều được các chuyên gia cùng truyền thông phương Tây mổ xẻ, phân tích với hy vọng có thể quy trách nhiệm cụ thể cho một đối tượng nào đó về cái chết của 10 người trên máy bay, trong đó có trùm Wagner, Yevgeny Prigozhin. Theo hãng tin Reuters, hiện khó xác định số phận của trùm Wagner cũng như tài sản của tập đoàn quân sự tư nhân này, ngay cả khi Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh buộc lính Wagner tuyên thệ trung thành với nước Nga hôm ngày 26 tháng 8 vừa qua. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.